Sao mợ không có trong nhà ngồi? Mợ ngồi đây á, nắng lắm á, đen hết làn da mỉ miều của mợ đó. Rồi đó, tới giờ nịnh nọt cô mẹ rồi đó. Nịnh chi không biết nữa. Cái miệng bép xếp y như bôi mỡ bò chứ. Đúng rồi mợ ơi, hồi sáng á, em có đi chợ, em mua bơ nè, em mua dâu nè. Lát nữa mợ vô á, em sai xin tố cho mợ uống nha. Trời ơi, uống mấy cái đó hả? Đẹp da lắm đó. Em nè, từ nhỏ tới lớn á, uống cái đó không mà đẹp vậy đó. Vậy hả? Mà tôi chỉ có thói quen uống nước ép thôi à. Ép gì mà? Ép cà chua. Đúng rồi, ép cà chua cũng đẹp lắm đó nha. Hèn chi da mỡ đẹp hơn da em chút á. Thật ra thì tôi cũng có dùng mỹ phẩm, với lại kết hợp với chế độ ăn uống. Bây giờ em mới nhìn kỹ nha. Trời ơi, da mặt nè, da tay nè, da chân nè, trời ơi, da đâu cũng đẹp hết trơn á. Mợ, mợ dùng mỹ phẩm nào vậy mà đẹp quá vậy? Nhìn kỹ lại, trời ơi, trắng ơi là trắng, mịn ơi là mịn luôn á. Trời ơi, đẹp hơn mấy cô hoa hậu, mấy cô người mẫu luôn á mợ ơi. Nếu chị thích á, thì lát nữa vô phòng của tôi đi. Tôi sẽ tặng chị mấy kem dưỡng da mà tôi đang xài. Mợ, mợ nói thiệt hả mợ? Trời, cảm ơn mợ nghe. Mợ thiệt là tốt bụng quá à. Nghĩ lại nghe, cậu Bảo á, có phước lắm á, mới cưới được người vợ như mợ đó. Em đẹp vậy rồi mà lát nữa xài mỹ phẩm của mợ cho, trời ơi, chắc đẹp bích cửa luôn á. Trời, lúc đó tưởng tượng ha, trời, trai theo nườm nượp luôn, ngày nào cũng đứng đầy cổng nhà ông chủ luôn. Nghĩ tới cảnh đó hả? Cái em nôn xài mỹ phẩm mở cho quá à. Thôi, vô trong đi, tôi cho. Trời, nghe cái giọng con mẹ là thấy ghét. Không biết thằng nào mất dạy, lấy mất cái tàu vũ trụ của con mẹ để con mẹ lưu lạc tại đây, hại não nhiều người quá. Dạ, con mời ba mẹ ăn trái cây. Cảm ơn con. Mấy chuyện này mai mốt con để cho con nữ nó làm. Dạ, con nghĩ là tự tay mình làm thì ba với mẹ ăn sẽ ngon hơn. Nó khéo tài quá. Ông thấy không, con dâu mình hiếu thảo ghê chưa. Mẹ con mất sớm nên con nhờ mẹ sau này có gì chỉ dạy thêm cho con. Ai cũng khen mẹ là người tài giỏi, quán xuyến mọi việc từ trong ra ngoài. Con chỉ mong là mình giỏi giang bằng một phần của mẹ thôi. Con là dâu của mẹ rồi thì mẹ coi con như con ruột của mẹ vậy. Mẹ sẽ chỉ dạy hết cho con. Dạ. Con dâu của mẹ sau này cũng y như mẹ vậy đó, làm hậu thuẫn cho chồng. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ủa, thằng Bảo đâu, sao giờ này chưa xuống vậy con? Dạ, anh Bảo, ảnh kêu con xuống trước, chắc là bận chút việc đó ba. À, nữ à, nữ, nữ ơi, nữ, con nhỏ này lần nào kêu cũng vậy á. Trời. Dạ. Người ta nói người ta là mỹ nữ, mà cứ kêu nữ nữ hoài à. Trời ơi, mày làm cái trò gì vậy nữ? Ở trong nhà mà bịt mặt bịt mày vậy? Hả? Dạ, con, con bị dị ứng mỹ phẩm. Mau mau lên kêu cậu Bảo xuống đi mau. Xui gian người ta đang chờ bên nhà kìa. Mau lên. Dạ, dạ. Con nhỏ này càng ngày nó càng quái quâm gì không biết nữa. Mẹ, hay là để đến chiều qua nhà ba con cũng được. Sao được con? Anh Bảo chắc còn mệt á. Vậy thì sao được? Hai đứa đã hẹn với ba con rồi,
Chắc là ba còn đang chờ tụi con đó. Tôi thấy là anh nên mặc thêm áo khoác. Mặc như vậy không hay đâu. Tôi thích vậy. Tùy thôi. Nhưng đừng đem thái độ đó đến nhà. Ba tôi không thích đâu. Không thích rồi sao? Tôi đâu có quan tâm tới sở thích của ông. Nhưng tôi lại nghĩ ba mẹ anh quan tâm đó. Con chào gì? Hai đứa tụi con mới về. Con chào ba. Con chào gì? Chào con. Ba. Đây á là quà của vợ chồng con. Hộp sâm này á là để ba tăng cường sức khỏe. Còn đây á là chai rượu của ba chồng con. Sai vợ chồng con đem qua biếu ba. Ba chồng con á đúng là rất hiểu ý ba. Con có nghe mẹ chồng con nói là ba chồng con quý chai rượu này lắm. Chắc phải quý xui gia lắm mới mang qua tặng cho ba đó. Rồi sao? Rồi sao hả? Nè, con thay ba cảm ơn ba mẹ chồng con nha. Dạ. Nè, con gái ba từ nhỏ tới lớn được nuông chiều quen rồi. Nó cứng đầu chút, có gì sai sót á con bỏ qua giùm ba. Dạ con biết rồi ba. Ba yên tâm đi, ba mẹ chồng con với lại anh Bảo đối xử với con tốt lắm. Vậy à? Vậy thì ba yên tâm rồi. Dạ. Gì, cái này là quà của vợ chồng con tặng gì? Cảm ơn con. Ba nhận đi. À ba, ba nhớ là ba phải uống sâm đều đặn nha. Bận lo cho đám cưới của con mà thấy ba ốm đi nhiều quá. Được rồi, ba nhớ. Mà chị anh đâu rồi gì? Chắc là chị không biết bữa nay hai vợ chồng con về đây đâu hả? Ngọc Anh nó không được khỏe nên nó đang nằm nghỉ ở trong phòng rồi. À, vậy thì để con lên hỏi thăm chị nha. Thôi khỏi, nó chỉ hơi mệt thôi. Hai con cứ ở chơi đi, để dì dọn cơm cho cả nhà cùng ăn. Đâu có được, dù sao thì tụi con cũng là chị em mà. Nghe chị bệnh, bây giờ con có ăn sâm cũng không khỏe được. Thôi, cả nhà mình ăn cơm trước nha. Con lên thăm chị chút xíu, chút con xuống ăn sao? Ừ, con đi đi con. Anh con, Bảo, giờ đây. Con ngồi đây. Anh ngồi đây đi. Nè, con để hai chị em nó tâm sự được rồi. Rồi con ngồi đây để mà lấy chai rượu hai cha con mình lấy rai. Dạ. Dạ. Chờ ba nha. Vô đi mẹ. Hồi giờ hết rồi hả mẹ? Nghe dì nói chị không khỏe. Xem ra chị vẫn bình thường mà. Hay là cố tình muốn tránh mặt? Không phải, tại chị thấy trong người không được khỏe cho lắm. Hơn nữa, chị thấy mình không có lý do gì để có mặt ở trong bữa ăn, khiến cho mọi người mất vui. Có phải chị đang cố tình để tạo sự chú ý cho anh Bảo quan tâm đúng không? Đi. Thân à, đi. Chị không đi đâu.
Chị coi nè, chị anh thương con ghê không? Biết vợ chồng con về nên dù mệt cũng ráng xuống ăn cơm với tụi con chứ bộ, đúng không chị? Ngồi đi. Bà biết không, nhà chồng con á tốt với con dữ lắm. Vậy à? Mẹ chồng con còn nói á, sau này á sẽ chỉ dạy con đủ thứ để con trở thành một người vợ tốt, chăm lo cho chồng. Còn anh Bảo á ba, nhìn ảnh ít nói vậy thôi nhưng mà cũng biết quan tâm chăm sóc cho vợ anh hả? Thôi, giờ mình ăn cơm đi ha. Ăn đi con. Ăn đi anh. Anh, anh thử coi là mấy cái món này nè, ăn có ngon không? Để mai mốt em tập theo dì nấu cho anh ăn. Để em đút cho. Ngọc Anh. Sao vậy ta? Thôi cả nhà mình ăn cơm đi nha, để con ra coi chị anh sao. Tôi biết cảm giác của chị lúc này rất là đau khổ, nhưng biết làm sao được, tôi luôn là người chiến thắng chị. Một con người yếu hèn, không có chủ kiến như Gia Bảo, rất dễ để cho tôi chiếm lấy trái tim. Chị đừng ảo tưởng sẽ giữ được trái tim của anh ta nữa. Không đúng, chị có thể nhìn thấy anh Bảo đang chịu đựng một cách rất khổ sở. Nếu vậy thì càng tốt. Tôi sẽ càng làm cho anh ấy phải đau khổ hơn. Anh ấy càng đau khổ, tôi sẽ càng vui. Chị cũng có phần nữa đó. Nhã Hân à, chị xin em hãy dừng lại đi. Chị chấp nhận một mình đau khổ, em đừng kéo theo anh Gia Bảo nữa. Anh ấy là người vô can trong chuyện này, chị xin em. Biết sao bây giờ, tôi chẳng những không dừng lại được mà sẽ còn cố gắng tiếp tục. Tôi sẽ để cho anh ta, cái người mà chị yêu, phải có kết cục giống như là anh Khôi ngày trước. Và chị sẽ phải mãi mãi xa người mà chị yêu thương. Cảm giác đó sẽ vô cùng đau đớn. Đó, tôi lái xe. Tôi không muốn ai đụng vô xe của tôi. Anh uống rượu với ba tôi còn lái xe được sao? Tôi không muốn giao tính mạng mình cho anh. Mạng của tôi mắc hơn anh đó. Cô làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Lên không?
tôi sẽ để cho anh ta. Cái người mà chị yêu phải có kết cục giống như là anh Khôi vậy. Cô làm gì vậy? Làm gì chạy xe nhanh quá vậy? Dừng xe lại, cô bị điên rồi hả? Cô bị điên hay sao? Cô muốn chết hay sao? Phải, hôm nay sẽ là ngày kết thúc của chúng ta. Ngọc Anh sẽ phải đau khổ khi thấy người mà cô ấy yêu thương chết với một người phụ nữ khác. Cô bị điên thật rồi. Dừng xe lại đi. Tôi kêu là cô dừng xe lại. Tôi kêu là cô dừng xe lại. Chết bây giờ. Dừng xe lại đi. Cô muốn chết hay sao? Chết bây giờ. Phải làm sao đây? Làm sao để ngăn cản Nhã Hân? Làm sao đây? Sao rồi con? Có gọi cho ông Bảo được không? Anh không nghe máy nè. Thôi khỏi chờ nó nữa, mình ăn cơm đi. Cái thằng này thiệt tình, vừa mới cưới vợ về cứ đi về trễ như vậy hoài. Con không có hệ thống cái gì hết. Chồng con có nói là bữa nay bận tiếp khách, chắc là vẫn chưa xong việc. Thôi con mời ba mẹ ăn cơm. Cảm ơn con. Dạ, không biết là công việc sản xuất trà của gia đình mình ra sao rồi ba mẹ? Công ty đang mở rộng hệ thống nhà máy phơi sấy trà và sản xuất thành phẩm các sản phẩm trà. Sao vậy con? Bộ muốn vô công ty làm hả? À, dạ không. Con thấy năng khiếu thưởng thức trà của chị Ngọc Anh rất thích hợp với công việc này, nên con định là xin ba mẹ cho chị ấy vô đó làm. Dù sao người trong nhà cũng sẽ an tâm hơn. Anh xin lỗi em, anh đã không giữ lời hứa để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Em không trách anh. Bây giờ anh đã là chồng của Nhã Hân rồi. Em vốn không muốn gặp anh, nhưng mà Ngọc Anh à, Ngọc Anh, em bình tĩnh lại đi. Em ngồi xuống anh nói cho em nghe nha. Anh với Nhã Hân chỉ là vợ chồng có danh không phận. Mặc dù là anh ngủ chung phòng với cô ấy, nhưng mà anh chưa bao giờ chạm vào cô ấy cả. Em có biết không, dù là anh ở chung phòng với cô ta vài ngày thôi à, vài ngày ngắn ngủi thôi à, nhưng mà anh cảm thấy giống như là anh đang ở trong địa ngục vậy. Bây giờ anh cũng không biết phải làm sao để giải thoát đi. Cô ta rất khéo lấy lòng của mẹ anh. Anh xin lỗi em, anh đã không đủ can đảm để cùng em trốn chạy. Anh là con một, anh không thể nào bất hiếu với ba mẹ của anh được. Có thể em sẽ cho anh là một thằng hèn nhát, bởi vì anh yêu mà anh không bảo vệ được tình yêu của mình. Không, Gia Bảo, anh đừng nói như vậy. Em không trách anh đâu. Em chỉ lo cho anh thôi.
Vì nỗi oán hận trong lòng Nhã Hân quá lớn, em sợ cô ấy gây bất lợi cho anh. Giữa em và Nhã Hân đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tại sao cô ta lại oán hận em tới như vậy, đến mức có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Em nói cho anh biết đi Ngọc Anh. Ngọc Anh, nói cho anh biết đi Ngọc Anh. Anh đừng hỏi em nữa mà. Chính em là người có lỗi. Em sẽ là người ra đi, để cho Nhã Hân không còn cơ hội thực hiện ý định của mình nữa. Ngọc Anh, Ngọc Anh, Ngọc Anh. Nhã Hân à, mẹ vô nói chuyện với con một chút được không con? Mẹ, có việc gì vậy mẹ? Ngồi xuống đây, ngồi đây. Con nè, hồi nãy trước mặt ba con, mẹ không có tiện nói. Con cũng biết là thằng Bảo với Ngọc Anh, sao con còn lại? Con cũng biết điều này mà. Con biết là Ngọc Anh sẽ không cam tâm rời xa anh Bảo. Vậy sao con còn muốn cho Ngọc Anh vào làm trong nhà máy? Chẳng phải như vậy á, là con tạo điều kiện cho tụi nó gặp nhau mỗi ngày hay sao? Con biết chứ. Nhưng nếu phải lo sợ họ sẽ lén lút gặp nhau, thì con sẽ chọn cách đối diện. Con sẽ làm cho Ngọc Anh phải rút lui, phải làm cho anh Bảo thấy chán ghét Ngọc Anh. Khi đó con sẽ có được trái tim của chồng mình. Con đúng là thông minh. Không hổ là con dâu của mẹ. Mẹ tin rồi con sẽ thay mẹ tiếp sức cho thằng Bảo trong công việc kinh doanh. Mẹ cũng yên tâm giao việc quán xuyến gia đình cho đứa con dâu giỏi giang như con. Con cảm ơn mẹ. Không được, Ngọc Anh không thể về làm việc ở Gia Hưng được. Dượng à, con không thể nào đến Gia Hưng làm được đâu. Con... Rồi sao? Rồi sao hả? Tại sao hai mẹ con mà cứ như vậy chứ? Lúc đầu có hiềm khích định kiến với con Hân, trong khi con Hân nó luôn luôn có ý hòa giả. Tôi không thể để con gái của tôi chịu thiệt thòi hơn nữa. Ngọc Anh nó đã quá khổ rồi. Nếu như chị Anh và dì đã không muốn thì thôi đi ba. Con chỉ muốn hàn gắn tình cảm gia đình, chứ không muốn cả nhà mình vì vậy mà gây gổ với nhau. Nhã Hân, dì xin con, xin con đừng có ép Ngọc Anh nữa. Trời ơi ba, dì cho là con đang ép chị Ngọc Anh kìa. Bây giờ thành ý của con lại trở thành ác ý rồi đó. Thực chất á, là dì với chị Ngọc Anh không hề bỏ qua chuyện cũ đó ba. Người không bỏ qua chuyện cũ chính là con đó. Con Ngọc Anh nó... Nó sao? Sao hả? Ba. Sao con? Sao? Thôi, con đi về. À. Mẹ con dì ấy luôn nghĩ xấu chứ con như vậy. Con không có gì để nói hết. Đó, mẹ con mà nghe chưa? Nó về rồi đó. Bây giờ mẹ con mà hài lòng chưa? Lúc đầu kiếm chuyện làm cho ồn ào cái nhà này thêm. Mẹ con bà làm sao có được thì làm. Tôi không muốn nói nữa. Tôi cũng biết là bà thương con, nhưng không phải kiểu này. Cứ nuôi con khôn lớn rồi sao? Rồi sao hả? Rồi dựng vợ cả chồng cho nó, rồi lo công ăn việc làm cho nó. Mà công việc có sẵn cũng chịu làm là sao? Là sao hả? Tại sao mẹ con bà không chịu bỏ qua để sống trang hòa với con Hân? Chỉ cần Nhã Hân nó để cho Ngọc Anh yên thì tôi đâu có muốn tranh cãi với nó chứ. Con Hân á, chỉ muốn Ngọc Anh đến làm việc ở Gia Hưng. Đó là ý thích của Ngọc Anh. Vậy thì có gì đâu chứ. Nhưng như vậy
thì Ngọc Anh nó sẽ gặp là Gia Bảo. Mà hai đứa nó thì... Rồi sao? Rồi sao hả? Bây giờ quan hệ của tụi nó là chị vợ với em rể, trừ khi Ngọc Anh nó có ý đồ với thằng Bảo á, nó mới không dám gặp mặt. Không lẽ mà kêu hai đứa tụi nó tránh mặt nhau suốt đời hay sao? Dù gì thì hai đứa nó cũng yêu nhau lâu rồi, đâu phải kêu Ngọc Anh bỏ là nó bỏ được ngay. Cái gì thì cũng cần phải có thời gian chứ. Rồi sao? Rồi sao hả? Bà cần bao lâu chứ? Tôi thấy bà nên khuyên con bà lại đi, đừng có tối ngày cứ ru rú trong nhà rồi khóc lóc. Cái nhà này đâu có ai chết đâu mà khóc lóc. Tôi thấy mệt lắm rồi á. Cô làm vậy là có ý gì? Anh muốn nói chuyện gì? Cô đừng có giả điên với tôi nha. Cô đề nghị Ngọc Anh vô nhà máy làm việc là ý gì? Cô còn gây sức ép bắt Ngọc Anh phải làm công việc đó là sao? Chẳng phải là tôi có ý tốt để cho hai người danh chính ngôn thuận gặp nhau hay sao? Sẽ không cần phải lén lén lúc lúc gặp nhau ở bên ngoài. Chuyện của tôi không cần cô phải xen vào. Thật ra tôi làm vậy chỉ để muốn chứng minh cho anh một điều. Có thật là hai người đã yêu nhau chung thủy, sắc son hay không? Bởi vì tôi hiểu Ngọc Anh hơn ai hết. Ngọc Anh có thể yêu và cũng sẵn sàng dứt bỏ tình yêu đó để đến với một người khác. Tôi không tin cô đừng có phỉ báng Ngọc Anh như vậy. Ngọc Anh là một cô gái hiền lành, trong sáng, chung thủy, không giống loại người giống như cô đâu. Anh hiểu gì về con người tôi mà nói như vậy? So với tôi thì người con gái mà anh yêu mới thực sự đáng sợ. Đừng nên đặt quá nhiều niềm tin. Để rồi đến một lúc nào đó anh sẽ phải dở mộng. Cô im đi. Tôi cấm cô nói xấu Ngọc Anh. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Nếu như anh có bản lĩnh, hãy giữ người yêu mình lại đi. Hãy chứng minh cho tôi hai người yêu nhau và có thể sống chết vì nhau. Lúc đó tôi sẽ rút lui. Cô nói thật chứ? Anh có quyền không tin. Nhưng nếu anh không dám chứng minh, chứng tỏ một điều, anh là một kẻ hèn nhát nhất trên đời. Được, cô cứ chờ đó. Nhớ nha, hãy chờ đó. Em sẽ không để cho hai người đó hạnh phúc bên nhau đâu. Thank you.
Bao lâu nay mẹ con mình sống thân tầm gửi trong gia đình này mà không có chút quyền hành, chỉ vì muốn tốt cho con. Giờ lại vì con mà phải chịu đau buồn. Mẹ ơi mẹ! Gì vậy con? Ba đang lục tung đồ trong nhà kìa mẹ. Mẹ, giờ con đi mẹ. Ngọc Anh à. Ủa, bà về rồi hả? Tiền đâu? Tiền đâu? Có không? Đưa tôi tiền cho tôi trả nợ đi mà. Tiền đâu mà đưa? Tôi tiền đi, tôi trả nợ cho người ta. Không thôi người ta giết con chết. Trời đất! Tiền đâu? Tiền đâu? Đưa cho tôi tiền đi mà. Ông chủ, xin ông chủ, ông chủ cho tôi mượn tiền, tôi trả nợ được không ông chủ? Nè, tại sao anh có thể khốn nạn đến mức quỳ xuống van xin người ta như vậy chứ? Kệ tôi đi mà. Ông, tôi lại ông mà. Nếu như tôi không có tiền trả nợ, tụi nó sẽ giết tôi chết, giết tôi chết. Anh đứng lên đi. Anh lấy hết tiền bạc của tôi đi đánh bài. Anh thật là nhẫn tâm mà. Bỏ tôi ra đi mà. Bỏ mặt tôi đi. Bộ ba hết thương mẹ con rồi sao? Ngọc Anh, Ngọc Anh à, ba thương mẹ, thương con nhiều lắm. Không được, không được, không được. Nếu không cả nhà mình sẽ bị chết chùm đó. Ông chủ giúp chúng tôi đi ông chủ. Cầm tiền mà trả nợ đi. Cảm ơn ông nhiều lắm, đội ơn ông nhiều lắm. Ông Anh là người tốt, sau này ông Anh sẽ gặp được nhiều phúc đức. Người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 10 cánh chùa mà, đúng không? Tôi không cứu ông mà tôi không đành lòng thì vợ con khổ sở vì ông thôi. Sao cũng được, miễn ông giúp cho tôi là tôi đã đội ơn ông lắm rồi. Coi như cái sinh mạng của tôi là do ông quyết định. Cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều quá. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Con người đó bạc tình bạc nghĩa như vậy rồi, hai mẹ con cũng đừng có buồn làm gì. Ngược lại hả, tôi thấy là hai mẹ con cô cũng đỡ khổ hơn. Cũng may là có anh Quân giúp đỡ, hai mẹ con cô mang ơn anh Quân đó nghe. Anh Quân à, mình về nhà máy đi. Thôi đừng buồn em, bác đi nghe con. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con đi học về rồi đó hả? Bỏ cặp ra đi con, mình ăn cơm nha. Hôm nay con đi học có gì vui không Ngọc Anh? Hôm nay tới ngày đóng tiền học mà con không có tiền để đóng. Cô giáo nhắc nhở con trước lớp, con thấy mắc cỡ lắm mẹ ơi. Hay mẹ cho con nghỉ học đi mẹ, con lên đồi chè giúp mẹ. Không được đâu con, cuộc đời của mẹ đã khổ sở lắm rồi. Mẹ không muốn con phải sống cuộc đời như mẹ. Con à, mẹ sẽ làm tất cả để lo cho tương lai của con. Ngọc Anh à, ba con đã bỏ rơi mẹ con mình. Đã vậy rồi thì mẹ phải sống vì con. Mẹ tính vậy. Ngọc Anh, hay là mình về nhà bác Quân ở nha. Mẹ, con không muốn vậy đâu. Ba đi rồi, mai mốt ba cũng sẽ về ở với mình mà mẹ. Mẹ không muốn trông chờ vào ba con nữa. Ba của con mà biết thương mẹ con mình, biết suy nghĩ thì đã quay về nhà rồi. Từ hôm bữa tới nay con thấy đó, ba đâu có quay về đâu. Thôi, ăn cơm đi con. Dạ. Mời mẹ ăn cơm.
Dạ, chào em. Xin lỗi hai mẹ con, chắc là tôi đến không đúng lúc. Dạ mời ông ngồi. Bác không mang quà cho con nè. Ngọc Anh, cầm đi con. Bác đã cho thì nhận đi con. Em cầm đi. Dạ cảm ơn. Con không cho mẹ con về nhà bác ở đâu. Bác đừng có tìm mẹ con nữa. Ngọc Anh, sao con lại nói như vậy với bác? Con có biết bác là người ơn của nhà mình không? Không sao đâu. Bác hiểu, con không muốn gia đình con tan nát. Bác á, luôn tôn trọng ý kiến của mẹ con. Không phải vì bác giúp đỡ hai mẹ con mà bác ép buộc mẹ con về nhà bác ở đâu. Tôi cảm ơn ông đã có lòng thương hai mẹ con tôi. Nhưng với tôi thì con gái là tất cả. Tôi không thể nào sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới niềm vui cho riêng mình. Tôi mong là chồng tôi sẽ có lúc hồi tâm, quay về với mẹ con tôi, để cho Ngọc Anh nó có mẹ, có cha. Thôi, anh xin phép. Về nha. Sẵn tới bữa, mời ông ngồi xuống ăn cơm. Con, đi lấy chén đi con. Dạ. Phải làm sao để đứng lên tự chủ trong cuộc sống, để mẹ mình không phải chịu cảnh thiệt thòi như hiện tại. Nếu như cái chết có thể giải thoát mình khỏi những đau khổ và bất hạnh này, con xin lỗi mẹ. Vợ thằng Bánh đâu? Ra đây! Vợ thằng Bánh đâu rồi? Nè nè nè, anh kia, anh đi đâu nữa? Ai thiếu nợ anh? Thằng Bánh, có gì từ từ nói. Từ từ gì mày? Nè anh ơi, bình tĩnh đi. Thằng Bách đâu? Từ từ nói. Nè, thằng Bách thiếu nợ người ta đến rồi kìa. Cô á, để vô biết là chết luôn á. Vợ có trả nợ không? Tôi nợ nần gì mấy người chứ. Bà không nợ, bà chồng bà nợ. Anh ơi, thằng cha Bách mượn tiền của đại ca tôi giờ trốn là tính sao? Ổng mượn tiền mấy người thì mấy người đi kiếm ổng mà đòi. Chứ mẹ con tôi có liên quan gì tới ổng đâu. Ê, bà đừng có nói ngang nha. Nè, tụi bay là vợ chồng, con nhỏ là con ổng. Mượn tiền mà không trả. Ý mày. Tôi đã nói rồi, mẹ con tôi không có liên quan gì tới ổng nữa. Mà tôi nói thiệt là tôi không có tiền bạc gì hết á. Anh đừng có tới đây gây chuyện nữa. Để cho mẹ con tôi yên đi. Không có là tôi quậy nát chỗ này luôn á. Anh ơi, có gì từ từ nói mà. Mày tránh ra coi. Mẹ. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy? Dạ. Tự nhiên tới đây quậy làm sao? Dạ, thằng Bách nó thiếu nợ, người ta vô đây người ta đòi, em không cản được anh ơi. Không biết đi báo công an nữa. Dạ. Ê, bà đừng có lôi công an ra hù tôi nha. Tôi không có sợ đâu đó. Còn bà nữa, có trả nợ không? Có chuyện gì thì ông im luôn. Sao? Tôi đâu có tiền. Không trả tôi quậy nát chỗ này luôn. Đừng, bình tĩnh. Đừng. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Việc gì cũng có thể giải quyết được mà. Ê, ra ngoài ta nói chuyện được ha. Mẹ con bà Mai đó. Lâu nay tôi nghe chuyện xảy ra lùm xùm trong trang trại của tôi, thì ra từ chuyện vợ chồng con cái của cô mà ra. Tại vì chồng tôi quá nhân từ mà bao che, bây giờ loạn rồi đó. Nè, mẹ con cô lập tức rời khỏi nơi đây cho tôi. Đừng, bà chủ ơi, con xin bà chủ thương tình. Trong lúc này mà bà đuổi, mẹ con tôi không biết phải sống làm sao, không biết ở đâu. Sống làm sao là chuyện của cô. Tôi không muốn trong trại của tôi chuốc thêm chuyện phiền phức nữa. Nội trong ngày hôm nay, mẹ con cô rời khỏi nơi đây ngay. Ông chủ ơi, tôi xin ông nói dùm với bà chủ một tiếng.
xin cho mẹ con tôi được ở lại đây nương náu. Tôi xin ông đó ông chủ. Tôi nhắc lại một lần nữa, nội trong ngày hôm nay mẹ con cô cuốn gói rời khỏi đây ngay. Bà chủ, mẹ, mình đi đâu bây giờ hả mẹ? Dạ cô. Thôi, mẹ con cô thu xếp đồ đạc đi, cứ tới nhà tôi ở tạm rồi tính sao. Không, mình không thể bỏ mẹ một mình. Mẹ chỉ có mỗi mình là niềm tin và điểm tựa mà thôi. Mẹ ơi, con nhỏ này đi đâu rồi không biết nữa. Không biết nó có nghĩ quẩn gì không. Nãy giờ con đi đâu vậy Ngọc Anh? Con làm mẹ lo lắng lắm con biết không? Con ngồi xuống đi. Con thấy buồn nên ra ngoài dạo một chút thôi mẹ. Ừ, con đi dạo cho khuây khỏa thì cũng tốt. Mẹ có pha ly nước cam cho con, để mẹ đi lấy cho con nha. Thôi khỏi mẹ, chút nữa con uống cũng được. Con có chuyện này muốn nói với mẹ. Mẹ, sắp tới con sẽ không gần mẹ một thời gian. Con muốn đi đâu? Con suy nghĩ kỹ rồi, con quyết định thay đổi mình. Con phải cứng cỏi trước mọi hoàn cảnh. Con quyết định chấp nhận yêu cầu của Nhã Hân. Chị gọi tôi ra đây làm gì? Nhã Hân, chị đã suy nghĩ rất kỹ. Quán thù của em và chính chị là người quá giải. Chị phải đối mặt, chứ không có quyền trốn chạy. Chị không thể làm liên lụy đến anh Bảo. Nếu chị dám bỏ đi thì tôi sẽ trút mọi oán hận lên gia Bảo đó. Chị biết, chị sẽ không chạy trốn. Chị không thể nào tiếp tục sống như vậy được nữa. Chị đồng ý theo sự sắp đặt của em. Hãy chứng minh cho tôi hai người yêu nhau và có thể sống chết vì nhau. Lúc đó tôi sẽ rút lui. Mình ghét cô ta, nhưng mà thừa nhận những lời cô ấy nói rất đúng. Nếu đã yêu thì phải làm mọi cách để giữ được tình yêu của mình. Bây giờ mình chẳng khác gì một kẻ hèn nhát vô dụng.
Em nghe. Em cũng định gọi cho anh. Em định là... Khoan đã. Anh biết trong lúc này anh không thể lo lắng và ở bên cạnh của em được. Nhưng mà anh muốn được quan tâm em theo một cách khác. Anh muốn được nhắn tin chúc em mỗi buổi sáng. Buổi tối thì chúc em ngủ ngon. Và hơn hết, anh muốn sẽ làm một điều gì đó cho em, để em tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu em ra đi vì anh sẽ vô cùng đáng trách. Em hãy để cho anh làm một điều gì đó cho em, có được không? Anh đừng lo, em sẽ không đi nữa. Anh cũng không cần phải áy náy vì em. Em nói thiệt không? Em nói thật mà. Không phải là em có ý định rời khỏi đây sao? Hay là em đang nói dối anh? Em không muốn giữ liên lạc với anh nữa, có đúng không? Ngọc Anh à, anh xin em đừng có biến mất. Nếu mà em biến mất, anh sẽ mất đi phương hướng, sẽ không biết làm gì trong cuộc sống này. Không có đâu, em nói thật mà. Em sẽ không đi đâu nữa hết. Em sẽ đến Gia Hân làm gì? Sẽ cùng anh đối mặt với những khó khăn sắp tới. Ừ, em chấp nhận đến Gia Hân làm việc sao? Phải. Dù rằng chúng ta không thể nào ở bên nhau, nhưng mà em sẽ luôn theo dõi anh. Em sẽ âm thầm yêu anh. Hơn hết, em muốn về lại nhà máy, nơi mà em đã sống một thời tuổi thơ ở đó. Nè, cô làm gì vậy? Đưa đây. Cô đó nha, không được xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Trả đây. Làm gì căng thẳng quá vậy? À, có khi nào anh đang có gian tình nên không muốn ai biết? Nè, đừng có quên là anh mới vừa cưới vợ thôi. Nếu mà tin đồn anh có gian tình lộ ra ngoài thì sẽ bị người ta đánh giá đó. Điều này đúng, khi giữa tôi và cô đúng nghĩa vợ chồng với nhau, nghe chưa? Tôi không quan tâm kẻ thứ ba trong thế giới ảo, nhưng nếu là một con người bằng xương bằng thịt thì e là tôi sẽ sử dụng quyền làm vợ hợp pháp một cách vô cùng hiệu quả. Vậy à? Trả đi. Cô có việc sử dụng quyền làm vợ của cô đi. Tôi sẽ chờ xem một màn kịch hay mà tôi đã cất công gầy dựng sẽ diễn biến như thế nào. Điều gì đến cùng cũng sẽ đến thôi. Alo. Dạ thưa tổng giám đốc, có ông bà bên Hưng Gia tới rồi ạ. Được rồi, cô mời họ vô gặp tôi. Dạ. Mời vào. Chào anh chị. Dạ, dạ chào anh. Chào anh. Mời dạ. Chị ngồi. Dạ. À, anh chị uống gì? Để tôi kêu mấy đứa nhỏ đem lên. Thôi, anh đừng có sáo, tụi tôi uống trà được rồi. Dạ. Đây là hợp đồng thế chấp tài sản để vay vốn mở rộng kinh doanh. Anh coi đi. Biết anh lâu vậy rồi,
mà lần đầu tiên tôi mới trực tiếp đến đây đó. Tôi không ngờ phòng làm việc của anh đẹp mà khang trang đến như vậy. Đúng là con mắt thẩm mỹ của Nhã Hân được di truyền từ anh đó. Chị quá khen. Con Hân nó mất mẹ từ sớm, cho nên nó không được dạy dỗ công dung ngôn hạnh. Đó, hay có cái tính vô ý vô tứ, nhờ chị dạy dỗ bảo ban cho nó nhiều hơn. Anh yên tâm đi, tôi coi Nhã Hân như là con gái của tôi vậy đó. Thật ra Nhã Hân là một cô gái thông minh lanh lợi, lại ngoan hiền nữa. Có được con dâu như vậy là may mắn cho gia đình nhà tôi đó chứ. Mời chị uống nước. Dạ cảm ơn anh. Sao nãy giờ hôm nào có vấn đề gì không xui? Dạ không, tôi thấy rất hợp lý. Vậy thì anh ký tên đi. Mời chị dùng nước. Dạ. Dạ. Chúc hợp tác chúng ta thành công. Lần này cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đừng khách sáo, dù gì chúng ta cũng là xu gia mà. Ừ. Phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Dạ. Dù sao thì... Kìa ông, anh Xui đã nói như vậy thì ông đừng có khách sáo nữa. Mình là chỗ thân tình với nhau không à, phải không anh Xui? Dạ. Mẹ chịu uống nước. Con mời ba. Ba, ba uống hết đi, để con rất nữa. Con đã là phụ nữ có chồng, đừng uống nhiều, người ta nhìn vô người ta đánh giá đó. Con biết mà, ba yên tâm đi, con gái sẽ không để ba mất mặt với người ngoài đâu. Trong bữa nay con lại hẹn ba ra đây, ở bên đó có gì không thoải mái hả? Có gì nói cho ba biết, ba sẽ giúp con phân xử, đừng có để mình chịu sự ấm ức. Ba má chồng với lại chồng con đối xử với con rất là tốt, ba yên tâm đi. Tại con thấy lâu rồi cha con mình chưa có dịp nói chuyện riêng với nhau nên mới mời ba đi ăn mà. Ba vừa lo thủ tục dây vốn bên nhà chồng con rồi. Con gặp ba là cũng muốn bàn thêm chuyện này đó. Có chuyện gì sao? Ba, con muốn xin ba một số vốn. Con cần tiền để làm gì? Con muốn đầu tư vào Gia Hưng, con muốn làm cổ đông ở đó. Nếu con muốn đi làm, ba sẽ sắp xếp cho con một việc tốt ở ngân hàng. Con muốn làm gì, ba sẽ cho con một số vốn để con làm. Ba không muốn thấy con gái ba phải vất vả, nghe người ta sai bảo. Ba, con biết là ba lo cho con, nhưng mà ba cứ yên tâm, con lớn rồi, con không sợ vất vả đâu. Với lại con cũng muốn thử sức mình nên con muốn đầu tư ở đó. Huống hồ bây giờ con đã là dâu của nhà Gia Hưng rồi. Nếu con có số vốn riêng, con sẽ không bị lệ thuộc, không sợ ai khi dễ mình hết. Con biết suy nghĩ chín chắn như vậy thì ba yên tâm rồi. Vậy là ba đồng ý giúp vốn cho con phải không? Đương nhiên rồi. Tiền của nhà mình ba giữ là để sau này cho con thôi. Lúc nào cần thiết nhất ba sẽ giao lại toàn bộ cho con. Con cứ làm những gì mà con muốn đi, ba sẽ ủng hộ con hết mình. Con cảm ơn ba. Ra ngoài hít thở không khí cho nó khỏe. Ba ngồi xuống đây đi ba. Ngồi xuống đây. Hôm trước tôi có mua chai thuốc bổ cho ông, để tôi kêu con nữ nó lấy xuống. Nữ ơi nữ, nữ ơi. Dạ. Lên lấy chai thuốc bổ xuống đây con, để trên bàn á. Dạ con biết rồi. Tôi chỉ muốn gánh vác phần nào cho bà thôi. Lâu nay á, bà thay tôi cán đáng nhiều cho cái nhà này rồi, bà biết đó. Bây giờ đâu thể nào đổ hết việc công ty cho bà nữa. Tôi mong
Thằng Bảo sớm vững vàng để quản lý công ty tốt, thay cho vợ chồng mình, để tôi với bà thoải mái hưởng phúc con cái. Tôi ngán ngẩm những tranh giành đua chen trên thương trường quá rồi. Con xin lỗi vì đã không đỡ đần phụ giúp gì cho ba mẹ cả. Ba biết là con đã cố gắng nhiều rồi. Thời gian học ở nước ngoài, tuy là những kiến thức đó cũng chỉ là lý thuyết thôi, nhưng khi về đây, công việc thực tế khác xa. Con cần phải có thời gian để thích nghi đó con. Nhưng mà thực ra trước giờ vốn là con không thích cái công việc kinh doanh này. Ý con muốn nói là ba mẹ ép buộc con sao? Ba mẹ làm tất cả là vì con thôi, muốn tốt cho con thôi. Con biết không, công ty Gia Hưng là tâm huyết cả đời của ba mẹ. Con là đứa con trai duy nhất thì đương nhiên con là người kế thừa rồi. Thì con cũng đã làm theo đúng ý của ba mẹ rồi. Ngay cả hạnh phúc của con thì cũng nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ đó thôi. Con... Thôi được rồi, trước mắt á, công ty còn nhiều việc phải lo lắng lắm. Còn bà, chuyện không vui đừng có khơi lại làm gì. Con mời ông chủ uống thuốc. Mấy ngày nay con lo cho sức khỏe của ông chủ quá trời. Thưa ba mẹ, con mới về. Con nè, mời chủ về rồi hả? Mang trái cây xuống cắt cho ba mẹ tôi ăn. Trời ơi, mợ đúng là con dâu hiếu thảo á. Đi nhanh đi. Dạ mẹ. Con. Ủa, ba không khỏe hả? Sao phải uống thuốc vậy? Con thấy sắc mặt ba kém lắm. Ba không sao, chỉ hơi mệt một chút. Lúc này công việc nó cũng nhiều quá, mà căn bệnh hen suyễn cao huyết áp của ba nó lại tái phát như vậy. Bây giờ không nhận mình già cũng không được. Ba phải nghỉ ngơi thiệt nhiều vô. Tiền bạc không mua được sức khỏe đâu. Không phải là ba tham công tiếc việc, nhưng hiện nay công ty tồn động công việc nhiều quá. Ba phải làm cùng với mẹ con, chứ dồn hết lên vai của mẹ con thì tội nghiệp cho mẹ con lắm. Ông lại vậy nữa rồi. Sẵn đây con cũng xin thưa với ba mẹ một chuyện. Con mong là ba mẹ sẽ đồng ý cho con làm trợ lý của anh Bảo, hỗ trợ cho chồng con trong giao tiếp kinh doanh, cũng như là quản lý khu nhà xưởng sản xuất mới. Con cũng bàn việc này với ba con rồi. Ba con đồng ý và góp thêm cho con một số vốn để đầu tư vào Hưng Gia. Vậy thì tốt quá rồi. Có con phụ giúp cho mẹ với Bảo thì ba con có thể yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Chuyện này... Sao vậy hả? Chuyện này là chuyện tốt mà ông vui sao? Không phải. Ba, con thấy để Nhã Hưng phụ giúp cho ba mẹ là được rồi. Con không có cần trợ lý đâu. Không có được. Hai đứa con là vợ chồng, coi như là hình ảnh đẹp của công ty đi, phải không? Vợ chồng có hạnh phúc thì đối tác người ta nhìn vào, người ta cũng thuận mắt đó con. Mẹ nói đúng đó anh. Sau này vợ chồng mình phải cùng nhau phấn đấu để nhân viên nhìn vào có động lực làm việc chứ. Con mời mẹ uống trà. Ngọc Anh à, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ vẫn cảm thấy là con không nên làm cho Gia Hưng. Mẹ không yên tâm một chút nào hết. Con biết mình đang làm gì và cần phải sống ra sao trong những ngày sắp tới. Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi, không thể nào để cho mẹ lo cho con từng ly từng tí đâu. Nhưng mà mẹ... Mẹ à, nếu phải trốn tránh, con thà rằng chọn cách đối mặt. Nhưng mẹ thấy Nhã Hân chắc chắn là nó có ý đồ gì đó, khi nó cố tình ép buộc con về làm ở Gia Hưng. Con đừng để mắc bẫy của nó nghe không?
Con hoàn toàn hiểu rõ điều này. Và con tin mình sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua. Dù sao thì mẹ vẫn thấy lo trong lòng. Mẹ, mẹ có nhớ ngày mẹ con mình rời khỏi nông trại Trà Gia Hưng? Lúc đó con đã nói với mẹ những gì, mẹ nhớ không? Ngọc Anh, sao con buồn vậy? Mẹ ơi, sau này con sẽ học thật giỏi. Con sẽ trở về đây để chứng minh cho mọi người thấy con gái của mẹ rất nên người và rất tài giỏi. Con ngoan lắm. Giờ đây, tuy bằng một cách không mong muốn, nhưng con cũng đã có điều kiện đường đường chính chính về Gia Hưng làm việc ở một vị trí xứng đáng. Con sẽ không cho ai coi rẻ mẹ con mình. Tôi không ngờ trước cờ vẫn còn bén lắm. Đã lâu rồi tôi không còn thói quen đánh cờ này nữa. Chính xác là từ lúc chị Lan về sống với anh, rồi đến khi anh Đức mất. Tầm này tự nhiên anh nhắc lại chuyện cũ làm gì? Bản thân tôi cũng không hề muốn nhớ, nhưng từ khi Nhã Hân về làm dâu nhà tôi, từ ánh mắt và cách cư xử của nó, tôi lại linh cảm một điều gì đó không hay. Tại sao? Tại sao hả? Ý anh là sao? Con gái tôi cũng là dâu con của anh mà cũng bị anh dòm ngó lo sợ sao? Nè, tôi cảnh cáo anh đó nha, anh đừng có cư xử tệ với con gái tôi đó. Tôi không phải có ý đó, nhưng mọi điều đã diễn ra quá suôn sẻ khiến tôi có cảm giác bất an. À, mà nhà tôi và Gia Bảo không hề biết gì về quá khứ của Nhã Hân, nhưng tôi thì... Vậy sao? Tại quá đa nghi thôi. Tôi thấy kết cục như hiện tại bây giờ là quá tốt, đúng như mong muốn của chúng ta rồi. Anh có nghĩ là sau thời gian mất tích bí ẩn, Nhã Hân có thực sự quên đi quá khứ của nó không? Dừng đây được rồi. Đã từ lâu mình không còn lui tới nơi này, nhưng sao vẫn thấy quen thuộc. Kể cũng lạ, cuộc sống thật là khó đoán. Một nơi đẹp đẽ và êm ả như vậy mà giờ đây vắng người tới lui. Chạy tiếp đi. Dạ. Ông về rồi hả? Tôi có chuyện này muốn nói với ông. Tôi đang mệt, bà muốn nói gì bữa khác đi. Bà lấy giùm tôi ly nước. Anh có nghĩ sau một năm mất tích bí ẩn, Nhã Hân nó có thật sự quên đi quá khứ hay không? Đúng.
Đúng là từ lúc con Hân nó trở về, nó hoàn toàn khác hẳn. Nó cũng không hề giải thích một lời thời gian nó đã sống ra sao. Có phải là con Hân nó đã quên đi chuyện cũ rồi không? Nó sẽ không oán hận tôi nữa, đúng không bà? Tôi phải giấu nhẹm đi cái chuyện con Hân mang thai, nó không còn khả năng để sinh con nữa. Vì vậy mà tôi phải thử ép con mà làm, để con Hân nó đường đường chính chính bước vào làm dâu nhà Hương gia. Tôi muốn con gái mình tó bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Tôi không sai, đúng không bà? Trời ơi, nhà Hương, trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi, trả lại đây, trả con lại cho tôi, trả lại đây, trả con lại cho tôi, trả lại đây. Nhà Hương, trả con cho tôi, bình tĩnh lại đi con. Thật các người, nhà Hương, trả con lại cho tôi, nhà Hương, trả lại đây, trả con lại đây, nhà Hương, các người trả con cho tôi, bình tĩnh lại đi con, trả con lại đây. Thì ra ngày đó nhà Hương nó mang thai mà lại còn. Tôi xin lỗi, bào thai của cô không thể giữ được. Tôi e là sau này cô rất khó sinh con. Đây là di chứng từ tai nạn lần này. Hơn nữa, thể chất của cô quá yếu, cô nên giữ gìn sức khỏe vào lúc này. Có chuyện gì vậy? Tại sao vào mà không gõ cửa? Cô có sao không? Tôi lỡ tay, tôi để đó, lát tôi sẽ dọn, không cần phiền tới chị nữa. Con người của ta thật kỳ lạ, giống như là hai thế giới. Nếu ban ngày thì cô ta lạnh lùng mưu tính, thì tối đến cứ như một bóng ma u ám. Quá khứ lúc trước của cô ta là như thế nào? Sao những người trong cuộc không ai kể cho mình nghe hết vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù mình đã cố gắng hỏi Ngọc Anh nhiều lần rồi, nhưng mà cô ấy vẫn không kể. Còn cô ta, đúng là càng không thể hỏi nữa. Ba. Ừ? Con có chuyện này muốn hỏi ba. Chuyện gì con? Con muốn hỏi ba vài chuyện của nhà Hưng và gia đình bên nhà cô ấy trước khi con về nước. Thôi trễ rồi, chắc mẹ con cũng đã ngủ, ba cũng đang mệt. Con biết đó, chuyện cũng đã qua, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Con đã cưới Hân rồi thì cứ sống cho tốt. Con phải biết những gì đã xảy ra, tại sao lại đặt để con vào tình thế không có sự lựa chọn chứ. Thực chất đến bây giờ tính tâm lại thì con mới nghĩ, lẽ ra lúc đó con phải làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi con cưới nhà Hân. Con đã vì chưa hiếu mà đã quá mù quáng. Ba mệt lắm rồi, ba con mình nói chuyện sau nghe. Ba, con về phòng ngủ đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên con cùng chồng con đến công ty. Có gì không hiểu á thì vợ chồng chỉ bảo nhau. Mẹ nhìn hai vợ chồng con đồng lòng lo cho Gia Hưng như vậy, mẹ vui lắm. Mẹ cứ yên tâm, ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cho ba. Con sẽ cố gắng giúp anh Bảo. Nếu như có chuyện gì khó khăn, tụi con sẽ nhờ đến ý kiến và quyết định của mẹ. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho tụi con. Việc gì mà không thông qua mẹ, chắc chắn sẽ không xong. Thưa mẹ, con đi làm. Nè Bảo. Dạ. Mở cửa xe cho vợ con đi. Quấy có tay có chân mà mẹ. Đàn ông mà không biết ga lăng gì hết. Dạ. Thưa mẹ con đi. Đi cẩn thận nha con. Bye. Con chào mẹ. Đi thôi. Còn không ra gian an toàn vô đi. Đúng là không lầm. Nó chỉ mới vào nhà mà đã đem hào tài về cho nhà chồng rồi. Lại còn nhanh nhẹn tháo vát nữa chứ. Anh chạy thẳng tới nông trại đi. Không phải tới công ty sao? Hôm nay là ngày đầu tiên chị Ngọc Anh đi làm. Tôi nghĩ là tôi và anh cần đến đó để sắp xếp công việc chứ. Nhưng công việc đó đã có quản lý nông trại lo rồi, cô không cần phải bận tâm. Nhưng Ngọc Anh là chị tôi, tôi mời về thì tôi phải có chút thành ý chứ. Lỡ chị ấy tủi thân rồi bỏ việc thì sao? Cô nói thiệt đi, cô ý gì đây? Tôi đã nói rồi, sao anh còn phải hỏi? Tôi không tin cô tốt bụng đến mức mà để ý Ngọc Anh tới như vậy. Chị theo anh, tôi có ý gì? Anh càng lo lắng như vậy, tôi càng cảm thấy thú vị. Ít ra không phải một mình tôi độc diện. Cô muốn gì nữa đây? Con người cô là như thế nào? Sao thích bày ra nhiều trò quá vậy? Tại sao cứ nhắm vô Ngọc Anh? Cô ấy có lỗi gì với cô? Cô nói rõ tôi nghe. Cô kia, cô là ai vậy? Dạ. Lan vất vả quá. Tôi có thể mời Lan đi uống nước được không? Qua bên kia ngồi nói chuyện với tôi chút xíu nha. Tôi xin lỗi anh, tôi còn phải lo cơm nước cho con tôi nữa, không đi được. Tôi cảm ơn anh đã mời, mà có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi. Thằng Bách nó tệ quá, em còn theo nó làm gì nữa. Anh vẫn còn độc thân, nếu em theo anh em sẽ được sung sướng. Nè, anh về đi, đừng có làm phiền tôi nữa. Cô nhớ là cô đã từ chối tình cảm của tôi đó. Hôm nay phải làm hết chỗ kia biết chưa? Còn không tới chịu, tôi trừ tiền công ráng chịu. Nhìn cô tôi thấy quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Ông ấy đã không nhận ra mình, mình cũng không cần nhất thiết phải nhắc lại quá khứ ngày ấy làm gì. Tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dạ, chào chú. Chú là quản lý Phú phải không ạ? Đúng rồi. Hôm nay tôi có nghe thông báo là có người mới tới nhận việc. Có phải là cô không? Dạ. Tôi không nghĩ là cô trẻ đến như vậy. Không biết là cô có đủ kinh nghiệm để đảm nhận công việc này không? Dạ. Dù cháu không được học ở trong trường lớp nào, nhưng cháu có thể biết hết tất cả các quy trình sản xuất trà. Từ khâu phơi xử lý héo, phòng lạnh thoát nước, đảo để thoát nước, quay thơm, cân ninh men, sau đó xào diệt men. Cô ở đâu mà làm sao có thể biết hết chuyện đó? Cháu... Chú cứ giao cho chị ấy quản lý bên khâu chế biến thành phẩm các sản phẩm. Dạ, chào cậu Mợ. Trước giờ mọi chuyện phần lớn là do bà chủ quyết định, cho nên... Đây, mọi việc trong nhà máy mẹ chồng tôi để giao cho vợ chồng tôi rồi.
nên chú cứ làm theo yêu cầu của chúng tôi là được. Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo ý của cậu Mợ. Trước mắt chị cứ làm theo yêu cầu của chú Phú đi. Mọi việc nếu có gì khó khăn thì cứ nói tụi em. Tụi em sẽ dàn xếp cho chị. Có đúng không anh? Ừ. Là người một nhà mà. Chị của em thì cũng là chị vợ của anh rồi. Anh phải cất nhắc để chị em có cơ hội thăng tiến á nha. Sắp tới, khi khu nhà xưởng sản xuất xây dựng xong, chị sẽ còn có nhiều cơ hội hơn để làm việc đúng sở trường của mình. Chị thấy đó, em không hề giới thiệu sai công việc cho chị, đúng không? Vậy mà chồng em cứ hay nói là em ăn hiếp chị. Thôi, chị có việc rồi, chị xin phép. Chào chú. Dạ, xin phép con Mợ, tôi đi làm. Đưa tôi. À. Ông thấy trong người sao? Tôi thấy cũng đỡ rồi. Ừ. Vài ngày nữa, tôi sẽ đến công ty làm việc trở lại. Bà cũng vô nhà máy, coi phụ với mấy đứa nhỏ đi. Tôi cũng muốn rút lui dần, nhưng để coi thực lực vợ chồng thằng Bảo ra sao đã. Chưa gì á, tôi thấy bà tin tưởng con dâu quá mức rồi đó. Ừ. Vậy theo ông, tôi nghi ngờ Nhã Hân ở điểm nào? Tôi không có phán xét, nhưng tôi thấy Nhã Hân nó cũng khôn. Ý của nó là muốn đưa Ngọc Anh vào nhà máy làm. Tôi thấy không đơn giản đâu. Điều này con Hân đã giải thích với tôi rồi. Nhưng mà nghe ông nói tôi cũng thấy lo. Dù gì thì tình cảm của thằng Bảo với Ngọc Anh cũng rất sâu đậm, không dễ gì tránh khỏi chuyện lửa gần sông. Tôi thấy sự việc sẽ có rắc rối. Bà không nên để con dâu nhúng sâu quá nhiều việc ở nhà máy. Tôi thấy cách tốt nhất là không nên để Ngọc Anh đến nhà máy làm việc.